Ok, thì hôm nay mình cũng hôm nay mùng 1 thì mình chúc các bạn là một buổi sáng vui vẻ nhá. Gặp nhiều may mắn thì mình hôm nay mình có một ý tưởng thì mình chôn mọi người như này thì các bạn biết đây là cái gì không? Đây là cái mít nhà ông mình nhá. Nhưng mà mình sẽ lấy lá mít đi mua hàng. Đấy mới là chất chơi người chơi. Đi mua hàng thì nó khủng khiếp như nào không? Có khi là bị chửi sấp mặt đấy. À, có khi còn bị đuổi đánh nha, nhưng mà thì vì các bạn mình cũng muốn tạo ra tiếng cười cho các bạn thì mình sẽ chôn. Mình muốn chôn độc, chôn lạ hơn thì mong mọi người đón xem và ủng hộ mình nha. Bây giờ mình ra cái xăng đổ xăng nhá, mình chôn chôn quán xăng luôn nhá, mọi người cùng theo dõi nhá. Rồi cháu 50.000 để xăng rồi. Dạ. Cháu đi ấy. Đi chơi. Chân làm sao vậy? Cháu vừa ở trên Mạng Sơn về mà. Nhưng mà sao kia? Cháu bị đau. Chết. Đi lại. Thôi tiền. Đây cháu gửi tiền bác, 50.000 nhá. Sao đứa đấy? Có tiền đấy. Tiền? Tiền cháu. Thế nào? Cháu gửi tiền. Tiền đấy là tiền gì? Đây tiền, tiền cô đi me xịn này. Ô trời ơi. À, bác cầm cháu đi nghe cháu đi có việc gấp đấy. Mà đây có phải là tiền đâu. Đây là tiền còn là gì? Trời ơi, chết là dài, nó lại nào ấy. Cháu gửi tiền. Nó rồi. Đây cháu cũng nhiều tiền đó, hay là bác chưa đủ thì cháu đưa thêm. Đấy, chết rồi. Đưa thêm. Chịu đó rồi. Ủa. Vẫn thiếu hả bác? Bằng này thì cháu thích chỗ này bằng nào đủ bác? Đây. Tiền đâu mà tiền, đây là tiền, hỏi các bác kia đây là tiền, đây là 5 lít. 5 lít, đầy tiền cô linh me. Cô cho đàng hoàng. Cô không có là cô nào cho cả. Đây mẹ tiền. Đấy là tiền này. Đấy. Đấy không phải tiền, đây mẹ tiền này chú ai. Tiền cháu thì to hơn. Cho tôi chơi nhớ. Mày đứng lấy tiền à? Đây là tiền. Đây này, đây cô đi nghe đây này. Bà, chê tiền của cháu sẽ tiền to hơn. Không, đây mới là cô đi nghe này. Nên đồng này bé hơn đồng của cháu. Đồng của cháu to hơn. Đây mới là tiền này. Thôi nha, cháu không quay clip để chơi với bác đi thôi. Thì cháu gửi tiền. Rồi cháu chôn mỗi người tí. Đây cái tiền, đấy cái tiền đúng không? Tiền đấy tiền xịn đó. Đây cháu gửi đây, cháu gửi tiền xịn nhá. Cái này kia của cháu cũng xịn hơn đi. Được rồi. Ê, cháu chào anh ạ. Nào, mọi người cùng đi theo mình chân tiếp thôi. Đây là quả gì cô? Quả na. Quả na này ăn được không cô?
Thế còn lại còn gì? Hai cái này giống nhau à? Đâu quả nào ngon nhất đây cô? Quả nhãn là quả nào cô? Một bé này mà cũng ngon á. Mà ăn được không? Nhưng mà ăn về có đau bụng không? Thế để cháu thử cân và ăn thử xem có bị tào tháo được không? Nhưng mà đây là quả gì? Đây quả gì? Nhãn á? Nhãn. Đó. Thế cho đến một cân thôi. Thôi cho thành thế rồi. 50.000 cô. Phải đáp gửi tiền. Đây cháu ấy, cô ấy tiền cháu không có gì trả lại á. Trả lại xong cô trả lại cháu ấy đây thừa. Cô không lấy lá, tiền à? Tiền đấy, tiền của cháu, tiền to đằng này đằng khác ấy. Ôi, cô bán rồi này, nên sao lại thế, bán rồi. Cô không lấy lá. Đây lá đâu tiền đấy cô, ôi giời. Cô phải tiền sao với tiền? Cô để cân. Tiền cho tiền to hay là ít được không? Hay ít? Cô chưa mở hàng, đừng vớ vẩn vào đây. Thôi cháu kia okay, để cháu một cân luôn. Nhưng mà cháu có mở hàng cho cô, sao cô phải sợ nhỉ? Hay luôn là cô là ai? Thôi cháu... Đó tiền đâu? Đấy, tiền đây, ừ giời. Tiền đó, bao nhiêu tiền, tiền là bao tiền này thôi. Đây, đúng tiền này. Bao tiền, tiền này thôi. Đây tiền này có chơi tiền này không cô? Không. Ai tiền này không chơi mà tiền này lại chơi của cháu. Chơi tiền này không được rồi.